quý vị và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn chiếc máy thái hành, thái hành tỏi quay tay bằng inox. Đấy, đó là hệ quay tay các bạn nhé. Hôm nay em có chuẩn bị một bát tỏi này để thử cho quý vị và các bạn xem chiếc máy này nó hoạt động như thế nào. Đấy, xem nó thái có tốt không, tỏi thái ra có mỏng không, và chúng ta muốn thái theo yêu cầu chúng ta sẽ làm những gì. Ở đây thì chúng ta sẽ cho vào cái hong bằng trên anh em nhé. Các bác cái nhét nó lên hong bằng trên, nó sẽ thái xuống dưới đấy. Sau đó chúng ta sẽ quay, giữ một tay giữ máy, một tay quay. Nó khi em cho nhiều đây là thái khá là nặng. Chúng ta cho vừa tầm thôi, chúng ta cho nhiều quá thái rất là nặng đấy. Chúng ta quay dứt khoát, các bác lên quay một cách mạnh tay và dứt khoát nhé. Chúng ta quay nhẹ tay nó sẽ đẩy ra, nó sẽ không được đều đâu. Đấy, như vậy là ok các bác. Đây là lát tỏi em đã thái cho quý vị bạn xem này. Nó không được cực đẹp để mà như chúng ta thái tay, tuy nhiên nó cũng rất là mỏng và rất là đều đấy, khá là đẹp rồi đấy. Một bát tỏi nếu chúng ta thái tay mất rất là nhiều thời gian, em thái chiếc máy này chỉ vài giây xong luôn rồi, rất là tuyệt vời. Đây chúng ta có thể nhìn thấy những lát tỏi nó mỏng, nó khá là mỏng, chúng ta quay càng đều tay thì tỏi là càng đẹp nhé. Đấy, cái video này em làm nó hơi ít tỏi, nó hơi ngắn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại để ghi ở trên màn hình để được tư vấn và hỗ trợ sản phẩm máy thái hành với tay. Cảm ơn các bác xem video của em. Quý vị tìm kiếm điện máy bình dân và nhấn nút đăng ký, nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video mới của mình nhé. Xin cảm ơn.